Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình quốc tế. Quý vị, ngày hôm qua thì công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC dự tính sẽ đưa ra lệnh truy nã đối với các lãnh đạo của Do Thái và kể cả những kẻ được xem là cầm đầu ở Hamas. Tuy nhiên, thì cái lệnh truy nã này có vẻ như đã bị phản ứng rất mạnh từ phía của Hoa Kỳ và đây là lần thứ hai mà tòa án này phải đối diện với sự thách thức Hoa Kỳ Tuy nhiên thì cái quyết định của tòa án này có nếu mà đưa ra thì sẽ là một cái um, tranh cãi lớn trên cộng đồng quốc tế cũng như là cho chúng ta thấy rõ cái tinh thần bất nhất của uh, cái um, chính quyền Joe Biden quý vị à, chúng ta lướt qua bản tin trước đi chuyện gì xảy ra rồi sau đó chúng ta đối chiếu so sánh lại xem coi uh, phía chính quyền của Trump trước đây đã có cái thái độ như thế nào với cái tòa án này và những gì đang xảy ra hiện nay quý vị. Hoa Kỳ đã chỉ trích khi các viên chức cho Thái trở thành mục tiêu bị truy nã bởi tòa án quốc tế ICC. Các viên chức Hoa Kỳ trong ngày thứ thứ hai đã lên tiếng sau khi mà tòa án hình sự quốc tế là ICC đã bắt đầu đệ đơn yêu cầu lệnh truy nã đối với hai giới chức hàng đầu của do thái trong cuộc chiến tại giải Gaza, một biến chuyển mà quốc hội Hoa Kỳ và tòa và đốc đồng chỉ trích là đánh đồng cái uh, chính quyền do thái với lại cái nhóm dân quân hồi giáo khủng bố tấn công ngày 7 tây tháng 10. Ông tổng thống Joe Biden, các thành viên ủng hòa của đảng dân chủ đã uh, đoàn kết với lại tất cả thành viên của đảng hòa tại quốc hội chỉ trích tòa ICC ngay sau khi ngày thứ hai đưa ra một cái yêu cầu là ban lệnh truy nã đối với lại thủ tướng đương kim của do thái là ông Benjamin Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng của quốc gia này là Joab Galan cùng với lại ba giới chức hàng đầu của Hamas và cuộc tranh luận và tòa án này không có quyền pháp lý và dường như là đang phá hủy cái tính dụng của họ và một phát <laughs> mà giữa lúc mà các nhân viên và các thành viên của đảng hòa ở tại hạ viện đe dọa là sẽ có lệnh cấm vận đối với tòa này khi mà họ đưa ra lệnh truy nã thượng nghị sĩ james e. rich của idaho thành viên cao cấp của quỹ ban đối ngoại của hạ thượng viện nói rằng icc đã có một cái hành động được xem là sai lầm khi mà đánh đồng cái việc lệnh bắt giữ này nhắm vào cả hamas lẫn do thái ngày hôm nay tòa án icc đã có một cái quyết định vô lý icc là được xem là một một trong những cái uh, phần còn lại của cả thế giới vẫn tiếp tục là uh, nhắm mục tiêu vào châu thái trong thời gian mà họ đang cần thiết. Uh, Rich đã viết như trên. Hôm nay hành động này là gây tổn thương cho cái uh, uh, tính dụng của tòa án này và gây uh, tổn hại nghiêm trọng cho cái uh, uh, việc chịu trách nhiệm trong vấn đề tội ác chiến tranh là như là ở Ukraine, ở Syria và kể cả trên toàn Phi Châu. Tòa Bà đốc đồng thời cũng chỉ trích ICC khi mà tìm kiếm cái lệnh truy nã. Trong khi ông Joe Biden gọi điều này là một cái điều gọi là vô lý và lên án cái hành động đánh đồng giữa Hamas và Do Thái. Và trong đó thì cả, trong lúc mà cái hội đồng an ninh của Tòa Bạch Ốc, ông cố vấn là John Kirby nói với các thông tin viên là còn quá nhiều những cái vấn đề nguyên nhân xảy ra tại giải Gaza và lực lượng của sự Do Thái không phải là nhắm mục tiêu vào dân sự. Do Thái, binh sĩ của họ đã bừng tỉnh sau khi mà họ đã thúc đẩy cái cuộc chiến dưới mặt đất và trực tiếp không có sát hại bất kỳ một cái tường dân vô tội nào về cái vấn đề gọi là cái ý định của họ. Hoa Kỳ và Do Thái tái nhắc lại là lực lượng hành động quân sự của họ đối với Hamas và nói rằng lực lượng quân sự này nhắm mục tiêu, à, chính Hamas là nhắm mục tiêu vào dân sự của Do Thái ngày 7 tây tháng 10 à, trong khi họ giết 1 ngàn à, một người và bắt giữ 250 con tin có khoảng 130 con tin vẫn còn đang bị bắt giữ và hiện nay vẫn không biết còn bao nhiêu người còn sống và Hamas sử dụng thường dân giống như là một cái lá chắn sống ở tại giải Gaza. Họ không thể được đánh đồng và đây là một điều vô lý. Và tuy nhiên thì công tố viên hàng đầu của tòa án ICC Karim Khan đã bảo vệ cho, đã lên tiếng và nói trong cuộc phỏng vấn với CNN là ông ta đã được bổ nhiệm một cách độc lập bởi tòa các chuyên gia quốc tế để mà yêu cầu tiến hành cái lệnh truy nã này kha nói rằng do thái có quyền tự vệ tuy nhiên phải đáp ứng cái luật về nhân đạo quốc tế bởi vì không một quốc gia nào có thể ra khỏi nhà tù mà được miễn phí và đây không phải là cuộc săn lùng phù thủy đây không phải là một cái phản ứng đầy cảm xúc và tôi nhìn vào tất cả mọi bằng chứng và nhìn tất cả những cái tiến trình và nhìn vào tất cả các nạn nhân và trong đó nếu như mà tội phạm tội ác xảy ra chúng tôi phải tiến hành đây là lời phát biểu của ông này và lệnh truy nã này có thể là bản văn bản cuối cùng ở trên ICC và trong đó quyền lực có thể sẽ được họ sẽ có cái quyền là có thể xóa bỏ tất cả những truy tố Tuy nhiên thì họ đang lắng nghe cuộc tranh luận này và Do Thái không phải là thành viên của ICC Tuy nhiên thì cái tòa án này lại thừa nhận cái quốc gia Palestine là một thành viên Palestine thì không có một cái quốc gia chính thức và họ được thừa nhận bởi Liên Hiệp Quốc và thành viên của ICC có thể giúp cho họ có cái gọi là cái À, pháp lý để qua à, trong bởi vì cái cuộc tranh cãi trên giải gaza và vùng tây ngạn và các cuộc tranh chấp à, richard wilson được xem là giáo sư của trường luật à, ở connecticut và là một chuyên gia về quyền con người trên quốc tế cũng như là các cái à, <laughs> à, bộ tộc trên thế giới nói rằng cái à, ông khan là một người có kinh nghiệm và là một à, luật sư biện hộ và dường như cái việc mà đề này lại có thể sẽ dễ dàng chứng minh và đây là một trong những lời phát biểu của họ trong khi đó thì à, Hamas cũng đã lên, lên tiếng và chỉ trích ICC, nói rằng à, đánh đồng các nạn nhân với kẻ hành quyết. Đây là lời phát biểu của phía Hamas đưa ra. Và trong khi đó thì Joe Biden, à, họ nhắc lại cái chuyện Joe Biden đã giúp đỡ cho giải Gaza và nhắc lại cái cuộc, cuộc, cuộc chiến này. ICC được xem là một tòa án độc lập thành lập năm 2002. À, và trong đó họ tìm cách à, truy tố tội ác với các cá nhân ở 124 quốc gia thành viên của họ và tòa án này đã đã đưa ra lệnh bắt giữ và trong đó Hoa Kỳ cũng không phải là một thành viên của ICC. Tuy nhiên các đồng minh thành viên đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì lại là thành viên của ICC. Đây được xem là một trong những cái chi tiết liên quan tới cái tòa án này ngoại trưởng hoa kỳ chỉ trích icc đã có hành động gọi là à, vô lý và gây tổn thương khi mà đưa ra cái lệnh truy nã này nếu có và đây chỉ là một cái văn bản thôi trong khi đó thì à, dân biểu của hoa kỳ là bà Alice Stefanik là chủ tịch của hội nghị đảng cộng, đảng cộng hòa ở tại hạ viện đã lên tiếng và chỉ trích tất cả những vấn đề này icc là một cái tòa gần như là đánh đồng tất cả những cái quốc gia à, ôn hòa và bảo vệ cho cái quyền của họ trước cái thành phần cực đoan khủng bố đã xác nhận là xa, à, diệt chủng. Đây là một trong những cái là phản ứng khá mạnh của phía Hoa Kỳ, quý vị. Đây là phản ứng từ phía Hoa Kỳ, không những là Đảng Dân chủ, không và kể cả Đảng Cộng hòa đều lên tiếng chỉ trích cái hành động này của ICC. Và ngay cả Joe Biden cũng đã lên tiếng và Joe Biden nói rằng đây không phải là một cái à, à, đây không phải là một cái à, một cái tòa án mà có đưa ra cái cái à, quyết định này và ông ta cho rằng cái quyết định của tòa án này là một cái quyết định được xem là vô lý và gần như là một cái hành động quá đáng đối với lại phía của do thái quý vị trên đây là lời phát biểu của joe biden sau khi mà bà karen Khan yêu cầu tòa án ngày 20 tây là truy tố kích tất cả các phía của cái cuộc chiến này thì ông joe biden lên tiếng và nói rằng công tố viên của tòa icc yêu cầu có, có lệnh truy nã nhắm vào lãnh đạo do thái là một cái điều quá đáng đó là lời phát biểu của ông joe biden đưa ra quý vị đây là phản ứng của joe biden và trong cái quyết định mà của công tố viên là Karin Khan của tòa án hình sự quốc tế thì Joe Biden đã có phản ứng các thành viên toàn bộ thành viên của đảng cộng hòa ở lưỡng viện quốc hội và rất nhiều thành viên của đảng dân chủ thuộc phái ôn hòa cũng đã lên tiếng và gây gắt chỉ trích cái quyết định này của ICC tuy nhiên thì quý vị chúng ta quay trở lại chúng ta quay trở lại cái những cái chuyện trước đó thì chúng ta thấy được tòa án này đạo đức giả và chính Joe Biden cũng là một kẻ đạo đức giả. Quý vị, thứ nhất là vào năm ngoái tôi nhớ là năm ngoái thì ICC, ICC là tòa án hình sự quốc tế, họ có 124 thành viên. Hầu hết các quốc gia trên thế giới hai mũi là thành viên của họ và 124 quốc gia. Thì quý vị, khi mà ICC đưa ra lệnh truy nã đối với lại Vladimir Putin khi mà ông ta thực hiện cuộc tấn công vào Ukraine thì toàn thế giới vỗ tay, toàn thế giới đều vỗ tay hoan hô cái quyết định này. Mặc dù rằng, mặc dù rằng là cái hành động này cho cho chúng ta thấy rõ là nó có những cái quốc gia rất đạo đức giả. Ví dụ, tôi lấy ví dụ năm ngoái khi mà Vladimir Putin bị đưa ra cái tòa án hình sự quốc tế và bị truy nã, thì một trong những quốc gia thành viên này chính là Nam Phi, tức là South Africa. Nam Phi là cái quốc gia đã tổ chức cái hội nghị BRICS uh, năm ngoái ở tại uh, quốc gia của họ và chính tổng thống Nam Phi tuyên bố sẽ không thực hiện cái lệnh truy nã đối với lại ông Vladimir Putin. Mặc dù Nam Phi là thành viên của ICC, thì quý vị đáng lý là Putin đi tới nước nào mà là thành viên của ICC thì phải bắt giữ Putin để giao nạp cho tòa án này. Nam Phi đã không làm. Và Putin thì cuối cùng cũng không tới Nam Phi Nhưng ngày hôm nay thì chính Nam Phi Đòi hỏi bắt giữ ông Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu Trong khi đó Benjamin Netanyahu Thực hiện cái quyền tự vệ của người Do Thái Quý vị nên nhớ Nga đã mở cuộc tấn công vào Ukraine trước Tôi không nói cái năm 2014 ở Crimea Mà tôi đang nói tới cái giai đoạn của năm 2022 Nga chủ động tấn công vào Ukraine thì có thể coi nga là gì quý vị là tội phạm chiến tranh còn cái này quý vị netanyahu có chủ động tấn công trước không không chính hamas đã tấn công vào à, cái à, lãnh thổ do thái và gây khiến cho gần 1.200 người bị thiệt mạng bắt giữ 253 con tin tới ngày hôm nay vẫn còn 130 con tin đang bị bắt giữ và không biết có bao nhiêu người còn sống đó là cái mà chúng ta biết được đó là điều thứ nhất và Hamas là một tổ chức khủng bố. Hamas không đại diện cho bất kỳ một chính quyền nào cả, họ là một tổ chức khủng bố. Đại diện đại diện cho chính quyền Palestine là ông Mahmoud Abbas theo thừa nhận của quốc tế. Và quý vị, đây là cái mà chúng ta thấy rõ là gì quý vị? Hai cái sự kiện khác nhau. Giữa Vladimir Putin tấn công vào à, lãnh thổ của Israel và quyền tự vệ của Do Thái. Chính Hamas tấn công trước và điều thứ hai mà lúc nãy ta tôi có đọc cho quý vị nghe là phía bộ ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định rất rõ ràng cuộc tấn công của do Thái vào giải Gaza là loại trừ phần tử khủng bố Hamas họ không nhắm vào thường dân việc mà thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh là điều không thể tránh khỏi khi chiến tranh bùng nổ thì bắt buộc phải có thường dân bị thiệt mạng chuyện này không những là xảy ra ở tại giải Gaza mà nó đã xảy ra từ năm 1992 ở tại Bosnia lúc mà còn liên bang Nam Tư, tức là lúc đó, quý vị xảy ra chiến tranh rồi tới năm 1995 ở Croatia, năm 1999 ở Kosovo, đặc biệt là năm 1999 NATO dội bom 78 ngày ở tại Belgrade thủ phủ của Serbia bây giờ, quý vị cuộc dội bom của NATO có bao nhiêu thường dân bị thiệt mạng? Nhưng mà cuối cùng kẻ bị lôi ra tòa án quốc tế lại là Milosevic. Milosevic là tổng thống của Liên bang Nam Tư. Tòa án này ICC được lập ra từ năm 2002, tức là 3 năm sau khi mà họ tấn công vào Yugoslavia để mà đánh tan cái liên bang này, biến thành những nước nhỏ. Thì quý vị, tòa án này được lập từ năm 2002 và họ đã truy tố ông Milosevic tội tội ác chiến tranh và kết án ông ta 20 năm tù, kết quả ông ta chết trong nhà tù. Nhưng họ không xét xử được NATO Mặc dù có rất nhiều những quốc gia của NATO là thành viên của ICC Hoa Kỳ không phải, Trung Quốc không phải, Nga cũng không phải Và Do Thái cũng không phải là thành viên của ICC Thì quý vị, lúc đó chúng ta còn nhớ câu chuyện này Và sau đó thì bây giờ tới phiên ông Tổng thống Nga đưa ra, bị truy nã Thì cả thế giới vỗ tay Nhưng ngày hôm nay ICC lại đưa ra thêm cái quyết định mới là truy tố cả rồi đòi truy nã cả thủ tướng của Do Thái và nhóm lãnh đạo của Hamas. Rõ ràng, họ đang đánh đồng một bên tự vệ và một bên là những kẻ xác nhận. Khi mà Do Thái tấn công vào Gaza, có phải mục đích của Do Thái là tấn công thường dân Palestine không quý vị? Không. Mục đích của Do Thái là tấn công và nhắm vào nhóm Hamas, nhóm dân quân tại đây. Còn mục đích của Hamas khi tấn công vào Do Thái, họ nhắm vào thường dân. Đây mới là những kẻ tội ác chiến tranh. Tại vì mục tiêu của họ là giết hại thường dân Còn ngược lại Do Thái khi tấn công vào giải Gaza Họ nhắm vào thành phần Hamas Thì quý vị trong lúc tấn công Trong lúc dội bom Thì có gây thiệt mạng cho thường dân vô tội Nhưng đây không phải là tội ác cố ý Mà trong khi đó Hamas mới là tội ác cố ý Bây giờ ICC đánh đồng cả Do Thái lẫn Hamas Thì quý vị cái điều này là tôi nghĩ rằng là nó phải được duyệt xét lại <laughs> và ngay sau khi đó thì quý vị chúng ta thấy cái gì Joe Biden và những thành viên của đảng hòa, của đảng dân chủ đã đồng loạt lên tiếng chung với đảng cộng hòa và Joe Biden cho rằng cái hành động này là quá đáng nhưng mà quý vị nhìn lại <laughs> nhìn lại những gì mà chúng ta thấy được Joe Biden là một chính quyền bất nhất bởi vì quý vị năm 2020 ông Trump lúc còn là tổng thống ông đã ban lệnh cấm vận đối với lại tòa án ICC. Ông đã trừng phạt các viên chức công tố viên của tòa án ICC khi mà họ đòi truy tố binh sĩ của Hoa Kỳ. Khi mà họ đòi truy tố binh sĩ của Hoa Kỳ thì ông Trump đã ban lệnh cấm vận đối với họ. Nhưng đến tháng 4 năm 2021 thì Joe Biden khi trở thành tổng thống, việc đầu tiên ông ta làm là tháo bỏ tất cả những cái lệnh cấm vận trừng phạt này. Quý vị, tôi nhắc lại cái bản tin này là tôi đưa ra cho quý vị thấy là phía của ông Trump đã nhắm vào thành viên của ICC đây là cái bản tin mấy năm trước quý vị Trump đã nhắm mục tiêu vào ICC với lệnh cấm vận sau khi tòa này mở ra cái điều tra về tội ác chiến tranh quý vị chính quyền của tổng thống Trump đã phát động một cái uh, cuộc tấn công về pháp lý và kinh tế nhắm vào tòa án quốc tế ICC để phản ứng với quyết định mà tòa án này quý uh, mở cái cuộc điều tra về tội ác chiến tranh tại Afghanistan nhắm vào tất cả các phía theo tường trình của phía Hoa Kỳ hoa kỳ không những cấm vận ai các viên chức icc à, liên quan tới cái à, cuộc điều tra về tội ác chiến tranh à, nhắm vào gọi nhắm vào hoa kỳ và các đồng minh đồng thời cũng à, giới hạn tất cả chiếu kháng cho gia đình của tất cả viên chức này thêm vào đó thì à, chính quyền của, của ông trump đã tuyên bố trong ngày thứ năm là sẽ có một hành động đối phó với cuộc điều tra của icc à, về cáo buộc là cái tổ chức này là một cái tổ chức thối nát và tham nhũng à, ngoại trưởng hoa kỳ lúc đó là, là, là mike pompeo Cố vấn an ninh quốc gia là Robert O'Brien và Bộ trưởng Quốc phòng là Mark Esper cùng với lại ông Bộ trưởng Tư pháp là William Barr sẽ có cái, uh, chuẩn bị những cái quyết định đưa ra bởi uh, của chính quyền của ông Trump. Và quý vị, cái bản tin này uh, được đưa ra là ngày 11 tháng 6 năm 2020. Quý vị, đây là cái quyết định của phía ông Trump đưa ra và họ đã ban lệnh cấm vận đối với lại ICC trong khi đó, ngay sau khi mà Joe Biden lên làm tổng thống thì Bộ Ngoại giao dưới quyền của Anthony Blinken thì đã tháo bỏ tất cả những cái giới hạn chiếu kháng dành cho các viên chức của tòa án ICC. Quý vị, đây là trên trang của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chấm dứt lệnh cấm vận và giới hạn chiếu kháng nhắm vào các cá nhân của tòa án quốc tế. Hình sự, đó là một trong những cái quyết định và quyết định này đã đưa ra ngày 2 tây tháng 4 năm 2021 và ông Joe Biden đã ký cái xác lệnh cái xác lệnh hành pháp là 13928 để mà có thể xóa bỏ điều này. Quý vị, đây là một trong những cái hành động của Joe Biden. Lúc đó Joe Biden là người tháo bỏ tất cả những lệnh cấm vận và giới hạn đối với các viên chức của ICC. Và bây giờ thì quý vị, Joe Biden và Đảng dân chủ đang chuẩn bị áp dụng lại lệnh cấm vận đối với tòa án quốc tế hình sự ICC tức là chúng ta thấy rõ một cái hành động hành động bất nhất của Joe Biden một cái hành động bất nhất rất rõ ràng và Joe Biden, Joe Biden đã có những cái quyết định được xem là không có đồng nhất trong nhiều quyết định không riêng gì với ICC mà trước đây với Iran với lại nhóm hồi giáo Houthi quý vị nhớ nhóm hồi giáo Houthi khi mà Joe Biden trở thành tổng thống ông ta cũng đưa nhóm này ra khỏi danh sách khủng bố và mới sau này khi mà nhóm này bắt đầu tấn công vào trong tất cả những cái uh, di chuyển hàng hải ở trên vùng hồng hải thì Joe Biden lại đưa nhóm này trở lại danh sách khủng bố đây là thái độ bất nhất của Joe Biden và chúng ta thấy rõ cái đạo đức giả của ICC khi mà ICC truy tố các lãnh đạo của do thái bởi vì quý vị tòa án này vốn là cái tòa án lập ra chỉ để uh, gọi là vui chơi mà thôi chứ nó không có mang cái tính chất thật sự về một cái tòa án pháp lý đại diện cho cộng đồng quốc tế. Cái tòa mà được xem là của Liên Hiệp Quốc là ICJ chứ không phải là ICC. Tức là International Court of Justice, đây là tòa án công lý quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Còn cái tòa này là cái tòa được lập ra ở La Hay và cái tòa này dường như đã được lập ra trễ lắm, năm 2002. Và cái vụ án đầu tiên mà họ xử là ông tổng thống của Serbia tức là ông Milosevic và ông đã bị kết án 20 năm tù, cuối cùng chết trong nhà tù. Quý vị, thật sự cái tòa án này tôi nói thẳng quý vị luôn. Cái tòa án này là do do lực lượng thiên tả ở tại Âu Châu lập ra. Do đó, cái quyết định của họ không có hợp lý. Họ nhắm vào những chế độ độc tài, nhưng đồng thời họ cũng nhắm vào tất cả các uh, chính quyền bảo thủ để tìm cơ hội truy tố tất cả những uh, ai thuộc về về chính quyền bảo thủ những chính quyền nào bảo thủ đều trở thành mục tiêu của tòa án này bởi vì tôi nói cái tòa án này là cái tòa án do những kẻ thiên tả lập ra do đó quý vị nó mất uy tín rất là nhiều và cho tới giờ phút này dường như dân chúng hoa kỳ không quan tâm tới cái tòa án này họ không quan tâm tới cái tòa án này bởi vì cái tòa án này nó không có một cái chính danh nó không đại diện cho cả cộng đồng quốc tế mặc dù nó có tới 124 thành viên nhưng nó không phải là một bộ phận nằm trong liên hiệp quốc nằm chính thức trong liên hiệp quốc là ICC tức là International Court of Justice đây mới là cái tòa án của liên hiệp quốc còn ICC nó chỉ là một cái tòa án của một quốc gia mà thôi và nó lấy cái tên như vậy rồi nó chiêu mộ thêm những quốc gia thành viên thì quý vị nhiều quốc gia trong NATO lại là thành viên của ICC và chúng ta nhìn rõ vào cái cuộc chiến ở giải Gaza trong suốt 8 tháng qua. Cuộc chiến này sẽ không bùng nổ nếu Hamas không tấn công vào lãnh thổ Do Thái, sát hại 1.200 thường dân, bắt giữ 250 con tin. Tôi chưa thấy một cái tòa án nào nó vô lý như vậy. Cho tới giờ phút này, trên 130 con tin vẫn bị, nhau bị nhóm Hamas bắt giữ. Và không biết có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người còn sống. Nhưng hành động bắt cóc này và hành động gọi là <laughs> bắt giữ này được xem là bất hợp pháp rất rõ ràng mà bây giờ cộng đồng quốc tế lại ngồi xuống thương thảo với Hamas quý vị những hành động khủng bố này thì nó vô tình nó châm trước cho những cái tổ chức vũ trang trên toàn thế giới sẽ thực hiện nếu kỳ này mà Hamas mà đạt được cái thỏa thuận ngưng bắn để trao trả cho tự do cho con tin mà quý vị cái điều ác độc của Hamas là không phải chỉ đem người sống trao trả để đổi lấy hòa uh, cái ngưng bắn mà thậm chí xác người chết cũng bị Hamas trợ dùng làm cái công cụ để trao đổi điều kiện. Mà bây giờ cộng đồng quốc tế vẫn ngồi xuống thương thảo với cái tổ chức khủng bố này thì tôi hết ý kiến rồi. Có nghĩa là gì quý vị? Họ sẵn sàng ngồi xuống với khủng bố. Tôi nói luôn, họ sẵn sàng ngồi xuống với khủng bố trong khi đó quý vị những quốc gia khác khủng bố sát nhân và diệt chủng họ vẫn làm lơ bằng chứng là Trung Quốc Trung Quốc đã tống giam trên một triệu người duy ngô nhĩ và họ lập ra tới 1.200 cái trại cưỡng bức lao động rõ ràng đây là tội ác chống con người đó tại sao không ra lệnh truy nã đối với tập cận bình và các viên chức của nhà nước cộng sản trung quốc tôi nói rằng cái hành động của icc là đạo đức giả. Tôi nói đạo đức giả là như vậy và chưa hết, quý vị, <laughs> tại Á Châu còn rất nhiều những quốc gia bức hại quyền con người. Tại sao không truy tố? Đây là tội ác chống con người. Tại tòa án này đưa ra hai cái, hai cái uh, tiêu đề. Thứ nhất là tội ác chiến tranh, tức là war crime, và thứ hai là against the humanity, tức là chống con người. Thì quý vị cái hành động của Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương Trong đó tra tấn, đánh đập, bắt bớ, giam cầm và triệt sản Triệt sản đối với người phụ nữ của Duy Ngô Nhĩ Và thậm chí là giết luôn cả một cái nền văn hóa ngôn ngữ của Tân Cương Đây là hành động diệt chủng đó Nhưng mà họ có truy nã đối với Tập Tân Bình hay không? Không có không có Do đó tôi nói quý vị là cái tòa án này là một cái tòa án đạo đức giả. Tôi không nói Putin. Ok, Putin thì cả thế giới vỗ tay là bởi vì Putin là kẻ gây ra chiến tranh. Putin là kẻ gây ra chiến tranh và đồng thời lính Nga dường như là nhắm mục tiêu vào các hạ tầng cơ sở của Ukraine. Trong đó quý vị thấy họ tấn công vào các sở điện lực. Họ tấn công vào những nơi cung cấp nguồn nước. Đây là những vị trí dân sự mà nga cố tình tấn công có nghĩa là họ tấn công vào cái uh, con người họ tấn công vào cái quyền sống của con người thì ok cái đó là chúng ta coi đó là tội ác chiến tranh hay là tội ác chống con người còn cái này quý vị do thái phản ứng do thái phản ứng trước cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ của họ và quý vị thấy rõ ràng ở cái uh, trong các cuộc tấn công của do thái thì quý vị ở trên là cơ sở của Liên Hiệp Quốc Là trường học, là trung tâm y tế Nhưng mà dưới đất Dưới lòng đất <laughs> Toàn bộ là đường hầm mà Hamas xây dựng Để à, hoạt động Và tìm cách tấn công Do Thái Đặc biệt là quý vị hôm rồi Khi mà phía Do Thái đưa ra Tổng cộng có tới 700 cái đường hầm Riêng tại thành phố Rafah thôi Riêng tại thành phố Rafa 700 cái đường hầm Và khi mà Do Thái tấn công vào phía bắc của giải Gaza Quý vị còn nhớ tổng số đường hầm mà cộng lại ở tại phía bắc của giải Gaza trên 300 dặm. Trên 300 dặm. Thì quý vị, Do Thái phải tấn công phá hủy tất cả những đường hầm này. Mà những đường hầm này nằm ở đâu? Nó nằm ở dưới các bệnh viện. Nó nằm ở dưới các cái trường học. Nó nằm ở dưới các cái đền thờ. Và do phía Hamas đã sử dụng thân phận của người Palestine và sinh mạng của người Palestine làm lá trắng sống human shield. Cho tới giờ phút này họ vẫn dùng sinh mạng người dân của người Palestine làm lá chắn sống của họ. Họ mới là những kẻ đáng bị truy tố. Còn bây giờ quyền tự vệ trở thành tội phạm thì tôi hết biết là thế giới này đi về đâu. Quý vị, do đó khi mà tòa án ICC đưa ra cái quyết định này và công tố viên của tòa án này quyết định truy tố tôi nghĩ rằng lần này joe biden sẽ phải thay đổi cái chính sách của ông ta nữa và phải làm theo chính sách của ông trump ban lệnh cấm vận trừng phạt kinh tế cấm chiếu kháng đối với các viên chức và thân nhân của những kẻ nằm trong cái tòa án icc này tại tòa án này do nothing không làm gì được cho cộng đồng quốc tế cả ngược lại còn là một cái chỗ gây tranh cãi cho những quốc gia có cái ý định xấu tấn công một quốc gia khác nó trở thành công cụ của những quốc gia có cái tư, tư tưởng thiên tả. Tôi nói là tư tưởng thiên tả tòa án này tôi nói là nó lập ra bởi những thành phần thiên tả của Âu châu. Nó không phải là một cái tòa án quốc tế thật sự. Mang tiếng là International Criminal Court nhưng mà nó hành nó cái cách mà nó điều hành từ năm 2002 tới bây giờ tôi không thấy một cái nào có tính chất công bình. Có một tính chất công bình nó luôn thiên vị thì quý vị đây chính là một trong những cái rất là rõ ràng chế độ cộng sản không nằm trong mục tiêu của tòa án này nhưng mà các chế độ chính quyền bảo thủ thì trở thành mục tiêu của tòa án này nội cái điều này không chúng ta thấy rõ đạo đức giả thứ nhất là đạo đức giả thứ hai nó đã trở thành công cụ để trở thành một cái công cụ tôi gọi là một cái công cụ về chính trị đã kích lẫn nhau trên chính trường quốc tế thôi nó không có giá trị thật sự và điều này có thể dẫn tới việc mà chính quyền cho bên sẽ áp dụng lại và điều này ông Trump đã làm ông Trump đã làm từ năm 2020 và ông làm rất là thẳng tay mới chỉ có nhóm điều tra thôi chưa truy nã gì hết điều tra thôi ông đã ra lệnh cấm cửa không những với họ mà với thân nhân của họ đồng thời ông lập ra luôn nguyên một cái team để đối phó với cuộc điều tra và ông gọi cái đám này là một cái đám thối nát tham nhũng corruption. Thì quý vị, đây là một trong những cái chúng ta thấy rõ. Và Joe Biden lần này sẽ có thái độ như thế nào? Lần này Joe Biden sẽ có thái độ như thế nào? Đứng ra binh vực và ra mặt cho đồng minh. Dẹp bỏ cái tòa án này. Hay Joe Biden lại bắt, lại bắt đầu đi theo kiểu hai hàng? Tại vì mục tiêu của Joe Biden là lật đổ Netanyahu mà quý vị. Mục tiêu của Joe Biden đâu phải tốt lành gì với dân Do Thái Ông ta muốn lật đổ Netanyahu Đây là mục tiêu của ông ta Và nhất là cái tin mà ngày hôm qua hôm kia Là các viên chức và chính Benjamin Netanyahu Đã gặp gỡ với các cựu viên chức của ông Trump Trong đó có Robert O'Brien Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Đã gặp gỡ với lại ông à, à, Netanyahu Và một số viên chức khác của ông Trump trước đây Đã đến Do Thái gặp gỡ với Netanyahu thì quý vị hành động này sẽ khiến cho Joe Biden tức giận thêm Tại vì ông ta ở thế phải hỗ trợ cho Joe Thái Nhưng lại không ưa Netanyahu Quý vị chúng ta chờ xem coi trong ngày nay, ngày mai Thì các quốc gia được gọi là đồng minh của Hoa Kỳ Ở trong NATO sẽ có phản ứng gì Đối với cái quyết định của công tố viên tòa án ICC Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!